Thưa quý khán giả, thời tiết nắng nóng, việc sử dụng điều hòa thường xuyên nhưng không đúng cách gây ra những tác hại không thể ngờ tới. Gần đây thì hiện tượng trẻ em và nhiều người lớn bị méo miệng, liệt mặt gia tăng vì dùng điều hòa. Chỉ một đêm ở trong phòng điều hòa nhiệt độ thấp, có người ngủ dậy đã thấy gương mặt của mình bị biến dạng. Nguy hiểm nhất là đối với trẻ nhỏ. Thường là khi mà ba mẹ cho bé bú hoặc là cho bé ăn thì miệng đồ ăn thức uống của bé là nó rơi vãi ra phía bên liệt. Thứ hai nữa là khi bé cười hoặc bé khóc thì miệng bé nó méo hẳn về một bên. Thứ ba là mắt bé nhắm không kín. Khi mà bé ngủ thì thấy mắt bé nhắm không kín. Thì những lúc đó thì ba mẹ thường hoảng hốt đưa bé đến bệnh viện khám. Thì ở đây các bác sĩ thì cũng sẽ nhanh chóng khám, tầm soát và phát hiện ra bé là liệt mặt do lạnh. Đó là chia sẻ từ bác sĩ Lê Ngọc Thanh, công tác đại diện y dược học dân tộc. Theo bác sĩ, đã có rất nhiều trường hợp trẻ bị liệt dây thần kinh số 7 do bị nhiễm lạnh. Điển hình như cháu Quách Thị Thu Hát ở Quốc Oai, Hà Nội, có hiện tượng cười bị méo mồm. Sau đó một tiếng, cháu có nhiều biểu hiện lạ khác như rơi dãi nhiều khi ăn, mắt không nhắm được kính, nói ngọng kiểu ú ớ. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán bé Hát bị liệt dây thần kinh số 7 do nằm điều hòa quá lạnh. Trước đó, cháu bé Phạm Mỹ Dê, 26 tháng tuổi, ở Quảng Ngãi cũng bị liệt dây thần kinh số 7 ngoại biên vì lý do tương tự. Dây thần kinh số 7 là một dây thần kinh hỗn hợp có đầy đủ các chức năng như vận động, cảm giác, thực vật, dinh dưỡng và phản xạ. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của không khí lạnh hoặc một số bệnh lý đang mắc phải mà dây thần kinh này có thể bị liệt và gây ra các triệu chứng như mất vị giác, đau tay, khó ăn uống hay nói chuyện, mắt không nhắm lại được. Đây là căn bệnh có thể xảy ra ở mọi đối tượng, không phân biệt giới tính, tuổi tác. Tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có thể gây ảnh hưởng nặng nề và để lại di chứng nếu không được điều trị đúng cách. Theo các bác sĩ, đến 80% trường hợp trẻ bị liệt dây thần kinh số 7 là do nhiễm lạnh. Thực trạng này cũng nói lên một vấn đề được rất nhiều phụ huynh trăn trở, rằng cho con nằm điều hòa nên hay không. Chị thường xuyên bật máy lạnh cho con ngủ mỗi ngày. Con nít thì nó cả nóng lắm, mình thấy là ví dụ như nó ngủ nó vẫn hay bị kích thích là nó toát mồ hôi trên đầu hay rất là trên đầu á. Nhưng mà nếu mà mình không để ý thì cháu nó ngủ rồi thì mình phải giảm. Nhiều khi mẹ cũng ngủ quên luôn là nguy hiểm. Hệ hô hấp của trẻ nhỏ rất nhạy cảm. Khi quạt gió máy lạnh thổi thẳng vào đầu, mặt sẽ rất dễ mắc bệnh đường hô hấp như dị ứng đường hô hấp, viêm mũi, viêm phế quản, viêm phổi, đau họng. Nằm điều hòa thời gian lâu còn mắc phổ biến các chứng ho, sốt, ngạt mũi và có thể gây ra chứng méo miệng, liệt mặt hoặc mất cảm giác trên khuôn mặt. Riêng quạt máy, nếu môi trường nhiều bụi bẩn, quạt có thể tạo ra dòng xoáy cuốn bụi bẩn về phía bé, dễ sinh bệnh và gây hại cho đường hô hấp. Điều này không chỉ xảy ra ở trẻ nhỏ mà với cả người lớn. Với những phụ nữ có thai, người ốm yếu, mệt mỏi, người già thì càng dễ gặp hơn. Đây là căn bệnh hết sức nguy hiểm. Bên cạnh đó, với người trưởng thành, trong thời tiết lạnh mà còn liên tục để điều hòa qua đêm, rất dễ dẫn đến các bệnh nguy hiểm như tai biến, nhồi máu cơ tim, bệnh tim, thậm chí là đột tử. Ác hẳn nhiều người vẫn nhớ vụ việc một blogger nổi tiếng đột tử cách đây mấy năm. Theo thông tin, do sau khi tắm, người này đã vào phòng điều hòa dẫn đến khó thở, cộng với tiền sử bệnh hen nên không thể qua khỏi. Hay mới đây, câu chuyện của một cô gái trẻ 20 tuổi cũng bị liệt dây thần kinh số 7 dẫn tới méo mặt, thậm chí không thể cười hay uống nước như bình thường, mà nguyên nhân là do cô để điều hòa quá lớn vào ban đêm. Câu chuyện đang được chia sẻ liên tục và nhận được nhiều đồng cảm. Không ít người cho rằng cũng từng bị tê cứng, tím tái do để quạt hoặc điều hòa cả đêm dù trời lạnh. Thông thường liệu trình điều trị là nó kéo dài từ 15 cho tới 30 ngày tùy theo cái mức độ nặng nhẹ. Nhưng mà nếu đến càng sớm thì cái khả năng phục hồi và cái thời gian điều trị nó sẽ ngắn hơn. Đối với liệt mặt do lạnh á, thì sự phục hồi nó sẽ thấp hơn, sẽ chậm hơn nếu như chúng ta đến trễ. Ví dụ như chúng ta đến quá 2 tuần rồi mới chúng ta mới đến thì lúc đó cái từ liệt mềm nó sẽ chuyển qua liệt cứng và như vậy thì nó sẽ phục hồi, sẽ cái khả năng thành công sẽ không cao. Không thể phủ nhận công năng của quạt và điều hòa, tuy nhiên cần sử dụng đúng cách, đúng mục đích thì mới mang lại hiệu quả và tránh rước họa vào thân. Chỉ sử dụng khi thật cần thiết, nhiệt độ hợp lý là từ 25 đến 27 độ C. Không sử dụng quá 4 giờ, dễ bị khô da, khô họng, nhiễm bệnh.
Với trẻ nhỏ, không để qua đêm, vì khi ngủ, thân nhiệt trẻ sẽ giảm. Thường xuyên vệ sinh quạt và điều hòa, tránh bụi bẩn nấm mốc mang mầm bệnh. Không thay đổi môi trường đột ngột từ nắng nóng và điều hòa và ngược lại. Có nhiều kinh nghiệm dân gian để xử lý nhanh cho những người méo miệng, liệt mặt, nhưng thường hiệu quả cho những người bị nhẹ. Còn đối với những trường hợp bị nặng thì cần phải khẩn trương đưa đi bệnh viện để được bác sĩ điều trị nhanh và đúng để sớm phục hồi. Thế nhưng để tránh điều đó, điều mà chúng ta có thể làm là giữ ấm cơ thể, đặc biệt là chú tâm đến chiếc máy điều hòa.